Xin chào mọi người, khi hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái mã HP Spectre nữa ha. Mã B501 là mã mình đặt cho máy nha, này là 501. Vẫn là cái mặt là đẹp nè. Và cái đây là cái màu dạng như cái màu đồng. Chữ thì gọi là cái chữ màu vàng gold đó mọi người. Đây, vàng gold như thế này ha, Spectre nè. Phay nhôm và kiểu phay vàng gold nhìn rất là đẹp, chỗ này nó hơi cấn dạng như cũng mang thua cho mọi người sờ, nó hơi cợm tay chút xíu thôi, không ảnh hưởng gì. Đây ha, nút nguồn ở đây, cái chỗ nút nguồn đó thì nó cũng hơi mờ một chút xíu, cấn một chút xíu, quát góc nhìn đẹp. Đây là ngõ USB nè, phay nhôm này thì cũng hơi cợm nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều. Đây phay nhôm nha mọi người, chỗ này cũng có mình quay rất là kỹ luôn, ai á, khó tính á, thì mình bỏ qua, nhưng thực sự ra thì mấy cái đó nó cũng không có đáng kể bao nhiêu đâu thật sự luôn. Nhìn tại nhìn cái máy nó đẹp, nó gọi là đẹp thì được tha thứ nhiều đó mọi người, là vậy á. Đây cái này là thẻ nhớ nè, cái này ngõ tai si, hai cái tai si, tai si đây đây rồi sạc hoặc là sấm sét hết. Đây là tai nghe Spectre logo. Rồi cái cạnh thì quá đẹp, cái kiểu dáng này thì nó cũng quá đẹp. Mình đang nói thiết kế, mình xin lỗi nha, cái cạnh nó có trầy xước giống như nãy giờ mình quay đó, không đáng kể, mà thiết kế thì nó đẹp nên đôi lúc mình nghĩ là nó cũng không có đáng kể gì đâu, xíu xíu nó cũng một vài chỗ. Trên cái phần vỏ thì có cái chỗ này, ủa, nó hơi mờ một tí thì ti này, hai chỗ còn lại thì cũng ok, không đến nỗi nào. Bây giờ mình sẽ gặp cảm ứng nha cho mọi người xem. Đây, phím có lát phím nha, loa thì nghe hay rồi, BO nè, phím cũng rất là đẹp, không có bị mòn bóng hay gì hết. Vàng re chuột cũng đẹp nha mọi người. Bên này là phay nhôm Spectre, chỗ này thì cái màu của nhôm nó vậy giống như mọi mọi cái thôi, nó hơi đậm 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 hơi ấy màu, nhưng không không cũng không ảnh hưởng gì nhiều, tương đối sạch sẽ. Cấu hình đây ha, mình giới thiệu đến mọi người cái cấu hình nè. Vẫn là Spectre X360 Convertible 13 đó, i7 Gen 8 RAM 16 SSD 1T, zin cái bản này nó như vậy á. Độ phân giải màn hình là Full HD, mọi chức năng hoàn hảo, pin cũng trên 3 giờ kèm sạc zin thôi. Cái con máy này thì mình thấy là chẳng qua là nó cái phần cạnh thì nó không có được mướt hơn con kia một chút xíu thôi, còn lại là cũng ok, mà so với những cái con trước mình quay thì mình thấy là nó đẹp hơn nhiều. Chỉ có vậy thôi mọi người. Rồi và giá mình báo cho mọi người cái này á là 10 triệu 6 ha, ai chốt á thì inbox mình 10 triệu 6 cho cái con máy này, mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán số còn lại cho bưu điện ha, cảm ơn mọi người nhiều nha. Nói chung là một cái con máy không những á là cần cho cái công việc, mà gọi là cần cho là một cái trang sức để mình làm việc cũng được ha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.